chào mọi người đã quay trở lại với Mimin Tarot, và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là cuộc sống sau khi bạn kết hôn sẽ như thế nào. Là sau khi bạn kết hôn thì cuộc sống của bạn sẽ ra sao. Và đây là một cái video được thực hiện theo yêu cầu của một chị, mà mình cảm thấy cái video này thì nó cũng sẽ vui thôi. Đây là một chủ đề vui thôi, cho nên hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở và vui vẻ nhá. Bạn nào mà chưa có người yêu thì cũng cứ bơi vào đây xem, cái này không giới hạn cho bất kỳ ai cả. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là mình cũng lâu rồi chưa làm những cái clip kiểu như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chăm chỉ làm cái clip kiểu mang tính hơi giải trí một chút như thế này cho mọi người nhá. Ok, 1, 2, 3, hãy chọn cho mình một lá bài để xem là cái cuộc sống sau hôn nhân của các bạn như thế nào. Mình cũng đã làm sẵn những cái tụ bài như thế này rồi. Đây, làm sẵn những cái tụ bài như thế này rồi. Cho nên là mọi người hãy chọn đi một lá bài đi, sau đó chúng ta sẽ vào cái phần tụ bài đầu tiên. Chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên, đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này, đặc biệt là với thông điệp này thì hãy đón nhận nó một cách thật là thoải mái, vui vẻ, cởi mở thôi. Ok, với câu hỏi đó là cuộc sống của bạn sau khi kết hôn sẽ như thế nào, thì đối với các bạn chọn tụ bài số 1, mình thấy có rất là nhiều điều để nói. Điều đầu tiên ý, đấy chính là mình thấy rằng là thứ nhất, có thể bạn đến với cái người này, cái đối phương của bạn, cái người mà cùng kết hôn với các bạn ý, có thể bạn sẽ cảm thấy là mình hơi chênh lệch một chút so với họ về một cái mặt điều gì, một mặt nào đó, có thể là ngoại hình, có thể là địa vị, có thể là tuổi tác. Nhưng đại loại mình thấy có một cái sự chênh lệch ở đây, và có thể là về phía bạn có một cái cảm giác gì đấy nó không ổn lắm và cảm thấy hơi không xứng đáng với cái người này. Tuy nhiên đây có một cái có những rất là nhiều thông điệp hướng bạn để cái việc đấy là hãy biết rằng bản thân bạn xứng đáng với cái tình yêu này, với cái cuộc hôn nhân này. Và mình thấy là hãy lạc quan về cái đời sống tình cảm của bạn và tất cả những gì đang diễn ra trong cái câu chuyện tình yêu cũng như là cái cuộc hôn nhân này của các bạn, là cái thứ đầu tiên. Điều thứ hai nữa mà mình thấy đó là cái điều này, cái cuộc hôn nhân này nó cũng mang tính định mệnh rồi. Tình yêu sẽ chính là thứ gắn kết hai người đến với nhau, chứ không phải vì bất kỳ lý do gì. Không phải là đến tuổi lấy chồng lấy vợ rồi mà mình phải lấy chồng lấy vợ, không. Tình yêu sẽ là thứ gắn kết hai người với nhau. Và mình thấy rằng là cái cuộc hôn nhân này nó sẽ đem đến cho bạn một cái sự thay đổi rất là lớn trong cuộc sống của các bạn. Rõ ràng rồi, mình nghĩ là khi bắt đầu kết hôn thì ai cũng thế thôi, ai cũng sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi ở trong cuộc sống. Và các bạn cũng thế, mình thấy nó cũng sẽ là những cái bước thay đổi rất là ngoạn mục, rất là lớn đấy, trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy ban đầu khi bước vào cuộc hôn nhân này, mình thấy các bạn lạc lối lắm, hoang mang lắm, không biết là mình cần gì, muốn gì và mình phải làm gì để có được cái điều tốt đẹp nhất ở trong cái cuộc hôn nhân này. Và mình thấy có thể có một khoảng thời gian các bạn cảm thấy hơi bị khủng hoảng một chút, khi mà có thể là đó là cái khoảng thời gian vừa kết hôn xong thì cảm thấy nó hơi bị khủng hoảng, bởi vì các bạn phải bắt gặp và phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề khác ở trong cuộc sống khi hai người về ở với nhau. Bên cạnh đó, mình thấy đó chính là một trong những cái thứ mà khiến cho các bạn cảm thấy mình không xứng đáng, hoặc là cảm thấy có bản thân mình có một chút so sánh ấy. Đấy là cái sự đánh giá từ những cái người xung quanh, hoặc bạn tự đánh giá bản thân của mình là mình thấp kém hơn người này, hoặc là mình không xứng đáng với người này hay là gì đó. Mình thấy bạn cần phải loại bỏ cái tư tưởng này nó ra khỏi đầu của các bạn. Hãy biết rằng là bạn phải có một cái điểm gì đấy đặc biệt, thì cái người ưu tú này, bạn cho là ưu tú này, họ mới chú ý đến bạn, họ mới thích bạn, họ mới yêu bạn và họ mới tiến đến hôn nhân với các bạn. Chắc chắn là bạn có những cái phẩm chất, những cái phẩm giá riêng của các bạn. Thế cho nên là hãy biết ơn với tất cả những cái điều tốt đẹp này nó đang đến với cuộc sống của các bạn, thay vì nghi ngờ nó, sợ hãi nó, hoặc là đem nó ra để phán xét và tự đánh giá bản thân của mình, hoặc để cho cái người khác, người ngoài họ đánh giá cái bản thân của các bạn quá nhiều. Và mình thấy rằng là nhiều khi những cái xích mích diễn ra trong cuộc sống của các bạn, hôn nhân của các bạn, nó đến từ cái việc đấy là cái cảm giác từ phía bạn nó không tự tin, và cảm giác từ cái việc đấy là phán xét của những cái người xung quanh. Thì thật ra hãy biết rằng là cái đây là cuộc sống của các bạn, và cái việc mà cái việc phán xét này nó không tránh khỏi được, bởi vì có rất là nhiều người ngoài kia họ luôn luôn tìm cách để phán xét chúng ta, để xem xét cái cuộc hôn nhân đấy, ôi giời nó thế nọ nó thế kia rồi vân vân, và mây mây nói rất là nhiều, đúng không? Thế nhưng mà hãy biết rằng là bạn đang sống cho chính mình, bạn đang diễn cái vai diễn của chính mình trong cái bộ phim mà bạn là diễn viên chính. Cho nên hãy đỏ để những cái người đấy chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của các bạn mà thôi nhá. Cho nên đừng để tâm quá nhiều đến, và ngay bản thân bạn cũng phải thay đổi cái cách suy nghĩ này. Mình thấy ở đây một điều nữa, đấy là cái cảm xúc của các bạn khi mà bước vào cuộc hôn nhân này ấy, thì mình thấy là bạn cảm thấy rất là đầy đủ về mặt cảm xúc, người đó đáp ứng được cho bạn về mặt cảm xúc rất là nhiều. Và mình thấy mối quan hệ này nó cũng rất là cân bằng với nhau. Mối quan hệ này rất là cân bằng, và thật ra hai người có cam kết, có hợp đồng linh hồn với nhau, cho nên hai người mới gặp nhau và trở thành vợ chồng với nhau. Tức là cái duyên này là nó duyên đến từ
đã cam kết sẵn rồi, kiểu như thế, chứ không phải là duyên này là duyên phát sinh từ kiếp sống này, mà là nó xuất phát từ rất là nhiều kiếp sống trước, từ duyên nợ mà hai người có, cho nên là mới có destiny ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy là bạn nên đừng nên để cái cuộc hôn nhân của các bạn ấy, cái mối quan hệ hôn nhân của các bạn ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi sự đánh giá từ bên ngoài, từ xung quanh, những kiểu người ta cứ kích đều bạn ấy, kích vào ấy, thì sẽ khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái. Thế cho nên là mình thấy ở đây ạ, bạn hãy nhìn nhận ra được cái vấn đề của mình. Và mình thấy là khi mà bạn có vấn đề gì cũng hãy học cái cách chia sẻ với họ, thay vì giấu nó vào bên trong. Và mình thấy cái người này sẽ là cái người hỗ trợ bạn hết mình đấy, hỗ trợ bạn kể cả về mặt công việc, về mặt cuộc sống, kể cả về sau này khi mà hai người có em bé, có con chẳng hạn, thì họ cũng sẽ là cái người mà đồng hành, hỗ trợ các bạn như một người đồng đội. Để bên cạnh tình yêu thì họ có một cái tình đồng đội kiểu như thế, để họ hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn trong cái quá trình mà bạn và họ kiểu chung sống với nhau, kết hôn với nhau. Thì mình thấy ở đây đó chính là hai người có nhiều điểm giống nhau, cũng có nhiều điểm khác nhau, nhưng hai người đại loại giống như là có thể hai người có khá là nhiều điều trái ngược với nhau. Ví dụ một tính một người thì hay nói, một người thì ít nói hơn, họ chỉ hành động thôi. Thế cho nên là đôi khi nó cũng sẽ có xảy ra những cái mâu thuẫn trong cái sự bất đồng đó. Thế nhưng mà mình thấy là bạn mà có xích mích hay là có vấn đề gì đấy với họ ấy, thì học cách bày tỏ. Mình thấy là một cái khó khăn nữa khi mà bước vào cái mối quan hệ hay là kết hôn này, mình thấy có thể là sẽ cái khoảng thời gian đầu sẽ là khoảng thời gian hơi khó khăn một chút về mặt tiền bạc tài chính với các bạn. Mình không biết lý do là gì, có thể hai người mua nhà, mua xe hay làm gì đó, cho nên ban đầu kiểu mình dồn rất là nhiều tiền để mua những cái gì đấy á. Và mình thấy là cái khoảng thời gian đầu có thể hơi khó khăn cho các bạn về mặt tiền bạc tài chính. Nhưng mà mình thấy cái tình cảm giữa hai người thì nó chính là lý do, nó rất là nồng đậm, nó luôn đong đầy. Nó luôn đong đầy ở trong cái mối quan hệ này. Nói chung ấy, mình nói thật là bạn cũng không quá là háo hức cho cái cuộc hôn nhân này. Không quá là háo hức khi bước vào nó, bởi vì các bạn biết được là nó sẽ có những cái vấn đề gì có thể xảy ra ở đây. Tức là chắc chắn bạn biết nó không phải là màu hồng, nó không phải là cái màu hồng hương gì đó từ đầu đến cuối được, mà nó sẽ có cả những màu khác nữa, màu nho, màu tím hay là màu gì đấy, rất là nhiều màu khác nữa. Thế nhưng mà mặc dù vẫn biết vậy, nhưng mình thấy là đôi lúc các bạn vẫn cảm thấy khủng hoảng và cô đơn, cảm thấy khủng hoảng, cô đơn cũng như là lạc lối, không biết là mình cần phải làm gì. Thế nhưng mà sau đó mình thấy một khoảng thời gian sau thì các bạn sẽ tìm lại được cho mình cái sự cân bằng trong cái mối quan hệ này. Và kiểu như là mình thấy nó sẽ nhẹ nhàng, bình bình, lặng lặng mà trôi đi trong cái tình cảm này. Và mình thấy là cái người này họ cũng sẽ thực hiện những cái lời hứa, những cái lời hứa với bạn, kể cả trước khi mà cái lời hứa đấy là trước khi mà hai người lấy nhau. Thì ví dụ họ hứa với bạn cái gì thì mình thấy là họ cũng sẽ thực hiện với bạn điều đó. Và mình thấy rằng là cái cuộc hôn nhân này đem đến cho bạn nhiều sự thay đổi lắm. Một phải kiểu đúng là cái điều này thì nó giống như là một cái điều tất yếu rồi, ai cũng thế rồi, nhưng mà nó giống như là nó thổi bay cái cuộc sống của các bạn đi, và nó hoàn toàn bước sang một trang mới. Và khi các bạn bắt đầu một cái điều gì mới thì các bạn lo lắng, sợ hãi, cô đơn, bối rối, nó cũng là chuyện bình thường. Và thêm vào đó nữa thì mình thấy là bạn cũng rất là tập trung cho gia đình của mình cho cái cuộc hôn nhân này. Và mình thấy là tình yêu của các bạn ấy chỉ có hai người biết với nhau thôi, chỉ có hai người. Đập vào cái vừa đập đầu vào bàn. Mình thấy tình yêu này của hai người thì chỉ có hai người hiểu với nhau là rõ ràng nhất, cho nên bạn đừng để cho những cái thứ xung quanh nó là nhân vật phụ, nó tác động đến các bạn. Mình nghĩ là nó không liên quan gì đến tiểu tam hay gì đấy đâu, mà nó liên quan đến ví dụ như là họ hàng, hoặc là những cái hàng xóm xung quanh, hay là người ta thích chĩa mũi vào thì người ta nói vậy á. Thì các bạn đừng để tâm đến cái đấy quá là nhiều, bởi vì những cái người đấy mình thấy là bạn có thể là rất là bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của người khác, dễ bị kích thích ấy, dễ bị kích động ấy. Mình thấy mối quan hệ này cũng rất là cân bằng, hai người rất là cân bằng giữa cho đi và nhận lại ở đây. Nói chung là hai người kiểu cần nhau trong cái cuộc đời này, cần nhau trong cái cuộc sống này. Và hai người có những cái vị trí quan trọng như nhau trong cái cuộc hôn nhân này. Và các bạn phải biết điều này, cho nên đừng đừng tự ti.
đừng tự ti trong mối quan hệ này, hãy biết là bản thân bạn có giá trị như thế nào thì họ mới có thể yêu được, đúng không? The Star, nói chung là mối quan hệ này nó cũng sẽ có những cái cuộc kết hôn này nó cũng sẽ có những cái thứ mà nó giống y như là các bạn mong ước ấy. Ví dụ các bạn mong ước là, mình lấy ví dụ đi, có một vài cái thứ mà các bạn nghĩ trong đầu rằng là khi mà mình kết hôn thì có thể là mình sẽ sinh một trai một gái, ví dụ thế, thì có thể là sẽ có những cái mong ước kiểu như thế được thực hiện, được thành hiện thực. Mà mình thấy là cái về mặt tiền bạc tài chính ý, sau này nó cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều rồi, cứ yên tâm. Nó sẽ không ở cái trạng thái này mãi. Nhưng mà mình thấy là bạn cần phải tích cực lên. Bạn là cái người mà thu hút được rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tốt đẹp đến với mình, cũng như cả kể cả, bởi vì bạn giống như là cục nam châm á, thì đặc biệt là kể cả tốt đẹp hay xấu xa thì bạn hay tiêu cực ý, bạn cũng hút nó đến rất là nhanh. Thế cho nên hãy giữ mình ở cái tần số của sự vui vẻ, của sự tích cực, thì bạn cũng sẽ thu hút được điều tương tự đến với cái cuộc hôn nhân này của mình. Và mình chúc cho các bạn, không biết là các bạn đã đang trải qua hôn nhân chưa, mình không biết, nhưng mà nếu như các bạn chưa thì mình nghĩ là mình hy vọng là các bạn có thể gặp được cái người mà thực sự đem đến cho bạn hạnh phúc. Đó là các bạn chọn tụ bài số 1 nhá. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhá. Hãy đón nhận nó với cái tâm hồn vui vẻ, thoải mái thôi. Với câu hỏi đó là cuộc sống của bạn sau khi kết hôn sẽ như thế nào? Điều đầu tiên mình thấy ở đây đó chính là, thứ nhất, đây là một cái tình yêu mới đến với cuộc sống của các bạn, cho nên họ không nằm trong số những người yêu cũ của các bạn đâu, không nằm trong số những cái tình cũ gì đó của các bạn đâu, mà nó sẽ là một người mới hoàn toàn bước đến với cuộc sống của các bạn. Cái tụ bài này nó đúng kiểu như là không chủ đích, hai người không chủ đích đến với nhau, hoặc là bạn không chủ đích đến với cái người này. Bởi vì người này có thể không đúng gu của bạn, không phải là cái kiểu người mà bạn thích, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đấy là có thể khi mà cái người này đến và trao cho bạn tình cảm, bạn rất là ngần ngừ, rất là lưỡng lự và không muốn đón nhận cái người này. Thế nhưng bởi vì mình thấy là bạn có thể có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác, và các bạn mong muốn mình có một cái hình mẫu gì đó ấy, mình muốn là áp vào ai phù hợp với những cái tiêu chí này của mình, tiêu chuẩn này của mình, thì mình sẽ chấp nhận. Và cái tình yêu của tụ bài số 2 này mình thấy là các bạn phải hết sức chú ý, bởi vì rất là nhiều bạn có thể sẽ có một cái tình một đêm đối với cái người này, tức là cái người là người lướt qua đời bạn, và có thể hai người vô tình xảy ra một cái sự cố nào đó, và có thể sẽ có em bé, ví dụ như thế. Và đó sẽ chính là thứ gắn kết hai người lại với nhau. Xin các bạn chú ý cái điều này giúp mình nhá. Mình thấy rằng là có thể người này thích bạn nhưng mà bạn không thích họ, thế nhưng mà trong vòng một cái phút bạn yếu lòng gì đó thì mình có thể là bạn và họ có xảy ra một cái loại tình cảm lướt qua, thế nhưng mà vô tình đấy để lại hậu quả. Không phải là hậu quả, từ hậu quả này nghe nó hơi kinh khủng, nhưng mà vô tình lại để lại một cái cột mốc, để lại một cái kết quả, đấy là có thể hai bạn sẽ có em bé với nhau, và hai bạn sẽ có em bé với nhau trước khi mà hai người kết hôn. Và mình thấy rằng là vào cái thời điểm đấy bạn sẽ cảm thấy khá là buồn bã và tuyệt vọng, bởi vì kiểu như tại sao mình lại ngốc như thế, mình để cái chuyện này diễn ra như vậy. Nói chung là nó là một cái cơ duyên, nó là một cái thứ cơ duyên rồi, và tất cả mọi thứ nó đến là tùy thuộc vào hành động của chúng ta, cho nên bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều này, không có gì mà phải sợ cả. Thế nhưng mà mình thấy là nếu như bạn đi theo thực sự theo cái hướng như thế này ấy, thì mình thấy là ban đầu bạn sẽ không chấp nhận cái cuộc hôn nhân này, ban đầu bạn sẽ không chấp nhận cái người này. Thế nhưng mà mình thấy bằng cái sự chân thành của họ, bằng cái sự quyết tâm của họ muốn đến với bạn, thì bạn sẽ, trái tim của bạn sẽ thực sự cảm động bởi cái tình cảm này. Bởi vì họ sẽ hành động rất là nhiều, và họ đem đến cho bạn rất là nhiều thứ. Họ có thể là sẽ cố gắng rất là nhiều trong công việc để họ có một cái chỗ đứng gì đấy, để họ có thể là che chở bảo vệ cho bạn. Và khi mà bạn ban đầu có thể là bạn không dành nhiều tình cảm cho người này đâu, nhưng bạn thấy họ cố gắng vì bạn như vậy, thì bạn bắt đầu có tình cảm và bắt đầu nảy sinh tình cảm đối với cái người này. Và và mình thấy là ban đầu thì nó mọi thứ nó không đi theo cái hướng mà các bạn mong muốn một chút nào luôn ấy, và các bạn còn cảm thấy rất là tuyệt vọng, rất là tệ hại ấy, khi mà cái điều này nó diễn ra. Tuy nhiên sau đó thì bạn lại cảm thấy mình thật là may mắn bởi vì đã gặp được cái người này. Và thật ra thì đây cũng là mọi thứ nằm trong cái sự sắp xếp của số phận rồi. Bản thân bạn thì có rất là nhiều cái sự lựa chọn, bạn có thể là cái người mà được rất là nhiều người theo đuổi, bạn có rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng mà vô tình va phải cái người này, và cái câu chuyện này nó diễn ra như vậy,
thì mình thấy là trước hôn nhân ấy, mình thấy trước hôn nhân có thể sẽ là một cái giai đoạn mà nó khủng hoảng với các bạn. Và sau đó sau hôn nhân khi mà bước vào rồi thì các bạn mới cảm thấy nó có một cái sự khác biệt. Bạn mình thấy là bạn cần mở lòng nhiều hơn với cái người này trong cái cuộc sống hôn nhân. Bạn phải vạt đi cái nỗi sợ của bản thân cũng như là những cái vấn đề gì đó bên trong bạn, thẳng thắn chia sẻ với họ. Và mình thấy là mọi thứ tiếp tục rồi nó sẽ ổn thôi. Các bạn sẽ có rất là nhiều những cái nguồn động lực để tiếp tục cái cuộc hôn nhân này, tiếp tục yêu họ, tiếp tục chấp nhận cái tình yêu này. Và mình thấy ở đây có một cái lá bài là đôi khi thì cái sự chấp nhận chính là chìa khóa của cái sự bình yên bên trong tâm hồn. Và có những cái thời điểm chúng ta cần phải chấp nhận mọi thứ nó là diễn ra như vậy, và sẽ không có ích gì nếu như chúng ta cứ cố gắng kiểm soát mọi thứ. Thì cái tình huống này là các bạn không thể kiểm soát được rồi, vì nó giống như một cái phút lỡ làng gì đó mà nó dẫn đến cái tình huống này. Mình thì rõ ràng là mình không ủng hộ những cái kiểu như thế này, bởi vì không phải ai cũng sẽ có được cái may mắn đấy là hai người về với nhau mà yêu nhau được. Nó cũng có thể là bởi vì một cái phút gì đó thôi mà nó sinh ra rất là nhiều những cái hậu quả khác nữa. Thế cho nên là các bạn phải chú ý nhá. Nó không phải là đây là các bạn đây có online stand này, children đây nữa thì... Thế là không phải ai cũng có thể là được như thế này đâu, kiểu như thế này đâu. Cho nên các bạn phải hết sức chú ý nhá. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình thấy là các bạn chấp nhận cái cuộc hôn nhân này, chấp nhận đến với cái người này. Nghe từ chấp nhận thì nghe nó hơi miễn cưỡng, nhưng mà quả thật là nó miễn cưỡng thật. Đây này, mình thấy là có một cái khoảng thời gian các bạn sẽ rất là buồn. Đây là mặc dù là có cuộc hôn sau hôn nhân, nhưng mà mình thấy là trước hôn nhân sẽ có một khoảng thời gian mà các bạn rất là buồn và kiểu khủng hoảng ấy. Bởi vì trời ơi, tại sao mình lại để cho mọi thứ nó diễn ra như vậy. Nhưng cái người mà đến bên bạn sẽ là một cái người rất là bền bỉ, một cái người mà làm mọi thứ rất là chậm rãi, và họ chỉ hành động thôi. Họ không nói nhiều đâu, họ sẽ chịu trách nhiệm với bạn, cũng như là thực ra bản thân họ lại có tình cảm với bạn, nhưng chỉ là bạn không chấp nhận mà thôi. Cho nên họ sẽ tìm đủ mọi cách để có thể chinh phục được bạn. Và mình thấy rằng là đến cuối cùng bạn cũng sẽ đổ gục trước cái sự chân thành của họ mà thôi. Chỉ là hai người giống như là cưới trước sau đó mới yêu á. Cưới trước xong rồi yêu ấy, nghe như là ngôn tình ấy, nhưng mà như mình nói là mình không ủng hộ kiểu như thế này đâu nhá, vì không phải ai cũng may mắn được như thế này. Mình thấy là sau hôn nhân thì mình thấy là các bạn có thể sẽ là cái người quán xuyến về mặt tiền bạc trong gia đình đấy. Chuyên sẽ hơi vất vả cho các bạn một chút khi mà các bạn phải chi tiêu hay là phải gì đó là nhiều. Có thể cái người này họ rất là nổi bật ở ngoài xã hội, nhưng mà về nhà thì họ rất là ngoan ngoãn với bạn, cho dù họ là đàn ông hay là phụ nữ nhá. Và họ có thể là đưa tiền cho bạn để bạn có thể là quán xuyến. Mà đôi khi thì mình thấy là nó cũng hơi mệt cho các bạn. Người này có thể có khoảng cách về địa lý với các bạn nhá. Người này có thể có khoảng cách về địa lý với các bạn. Và mình thấy là cũng có những lúc các bạn sẽ cãi vã với nhau, sẽ xung đột với nhau. Nói chung mình nghĩ cuộc hôn nhân nào cũng thế, nhưng với cái tụ bài này thì nó hiện lên rõ hơn. Và mình thấy là thật ra bạn sẽ đảm nhận rất là tốt cái vai trò của mình ở trong cái gia đình này, ở trong cái cuộc hôn nhân này. Ví dụ làm mẹ, làm vợ, hoặc làm bố, làm ba, hay là làm chồng gì đấy, thì mình thấy là các bạn sẽ đảm nhận rất là tốt cái công việc của mình, và các bạn sẽ rất là tự hào về cái gia đình của mình. Cho nên mọi thứ nó rất là, đôi khi nó là nhân duyên, đôi khi nó là cái sự bất ngờ diễn ra mà chúng ta không thể nào mà ra. Tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trong cái sự quyết định của chúng ta thôi. Chúng ta chọn như vậy cho nên mọi thứ nó mới diễn ra như vậy. Chứ còn không xảy ra tình một đêm, không xảy ra những cái vụ này thì làm sao mà có ấy được, đúng không? Cụ thể hơn đối với tụ bài số 2 Children, các bạn có hai lá Children đây nhá. Thì mình thấy là nó khả năng rất là cao là nó liên quan đến một đứa trẻ nào đó. Và mình thấy hai người cũng có thể là sẽ sinh rất là nhiều con đấy. Ba đứa, 2 đến 3 đứa. Có online stand tình một đêm đấy, biết ngay mà. Online stand này short term thì nó cũng thế thôi, tức là ban đầu thì nghĩ là lướt qua đời nhau đấy, xong cuối cùng là vô tình lại lướt qua đời nhau, thế xong rồi lại để ra có em bé. Thế là mình nghĩ là hai người sẽ đến với nhau, hoặc là ban đầu nó là một cái tình cảm một phía, nó đến từ một phía trước. Người này thì họ sẽ hành động nhiều lắm, họ hành động và họ thể hiện với bạn nhiều lắm để lấy được cái tình cảm từ bạn, họ chinh phục bạn. Tình yêu này nó cũng có cái hay, nó cũng có cái dở, cụ thể hơn.
Mình thấy là kể cả sau hôn nhân hay là trước hôn nhân đi chăng nữa thì có thể là các bạn cũng sẽ có rất là nhiều người theo đuổi. Cho nên mình thấy là bạn có many option, có rất là nhiều sự lựa chọn. Và nhớ là cái trải bài này của mình có thể là hai chiều nha, mình cũng có thể đang miêu tả về họ đấy. Nhưng mình thấy là cho dù là sau hôn nhân hay trước hôn nhân thì các bạn cũng có rất là nhiều cái sự theo đuổi. Nhiều cái người muốn đến với bạn, muốn bạn trở thành người yêu của họ, làm vợ của họ chẳng hạn, hay là làm chồng của họ chẳng hạn. Cho nên là nhiều khi bạn chưa muốn dừng chân đâu, nhưng mà vô tình phải dừng chân vào cái lúc này thôi, bởi vì đã có em bé hoặc là đã có con, đã có em bé, cho nên là cái mối quan hệ này nó mới như vậy. Nhưng như mình nói đó chính là tình yêu sẽ lại đến với các bạn mà thôi. Từ cái sự chân thành của ai đó thì sẽ là như vậy. Tụ số 2. Ui, nó bung ra. Singapore. Nói chung là mình thấy bạn sẽ đảm nhận rất là tốt cái vai trò của mình. Và cái bạn sẽ đưa cái gia đình của mình phát triển, cũng như là đúng là có một cái mối quan hệ mà khăng khít chặt chẽ với nhau. Trên đấy ban đầu thì vô tình, cái gì gọi là vô tình cố tình trồng hoa hoa không nở đấy, vô tình cắm liễu liễu lại xanh à đấy, mình không nhiều lắm. Ok, đó là các bạn số 2 nhé. Thế các 2. Bạn đến với tụ bài số số mấy đây nhỉ, số số 3 nhé. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là sau kết hôn thì cuộc sống hôn nhân các bạn sẽ như thế nào, thì mình thấy rằng là thứ nhất là trước kết hôn ấy, vì các bạn ăn hành, ăn đủ các loại hành rồi, hành công việc, hành gia đình, hành tình yêu, mình thấy là ăn đủ các thể loại hành trước khi mà bạn kết hôn. Và mình thấy là có thể là bạn kết hôn cũng, mình nghĩ là cũng nhanh đấy, không chậm đâu, mà nó cũng khá là nhanh ấy. Có thể các bạn vừa mới rời khỏi một cái tình huống nào đó mà nó khá sâu sắc với các bạn. Có thể các bạn vừa mới chia tay một cái mối quan hệ mà 4-5 năm, 6-7 năm, hoặc là rời đi khỏi một cái mối quan hệ mà trước đây nó khiến cho các bạn buồn bã, nó kìm hãm các bạn. Thì mình thấy là các bạn vừa rời đi khỏi cái đấy xong, và cái cơn bão của các bạn nó vừa kết thúc xong. Bình thường nhá, cái lá này này thì nó mà xuôi như thế này này thì nó sẽ nói về cái việc cảnh báo đến một cái việc đấy, là có một cái cơn bão nào đó nó đang tới với cuộc sống của các bạn, nó sẽ làm lật tung tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó ngược này thì nó nói về cái việc đấy là cái cơn bão này nó sẽ kết thúc, nó đang trên hồi kết thúc và nó đang kết thúc rồi, để nó trả lại cho bạn cái bầu trời trong sạch, trong sáng. Thì mình thấy là trước khi bạn kết hôn, bạn phải trải qua những cái thứ đó, ăn hành nhiều lắm. Thế cho nên là nếu như cậu đang bị vật vã thì hãy biết là ui giời, ăn hành xong là mình chuẩn bị xề xong cái hạt của hành khác. Không phải đâu, mình đùa đấy. Đại loại là mình thấy bạn phải rời khỏi một cái tình huống mà các bạn đã dành rất là nhiều tình yêu, tình cảm, cảm xúc cho nó. Có thể là công việc, có thể là gia đình, có thể là cuộc sống, bạn bè hay là tình yêu. Thì mình thấy là bạn rất là buồn bã và cảm thấy khép kín sau khi mà khi mà cái điều đấy nó xảy ra. Thế nhưng mà các bạn giống như là một con phượng hoàng lửa ấy, sẽ có một cái sự chuyển hóa mạnh mẽ đến với cuộc sống của các bạn. New phase kiểu như là sẽ có cái sự phát triển đến. Và các bạn không chỉ thay đổi về mặt ngoại hình của các bạn, mà các bạn thay đổi rất là nhiều về mặt nhận thức, về tâm trí của các bạn. Và đây có lá bài What Waiting For, thì mình thấy là đối với cái cuộc hôn nhân này sẽ có rất là nhiều điều đáng chờ đợi của các bạn. Và mình thấy là chỉ khi nào các bạn biết giải phóng mình ra khỏi cái tình huống nó không phù hợp với các bạn này nữa ấy, buồn bã mệt mỏi này nữa, thì các bạn mới thực sự tìm được cái người mà đúng với mong muốn của các bạn. Và mình thấy là bạn buồn xong thì cái mùa đông của các bạn nó sẽ kết thúc thôi, winter end, mùa đông của bạn sẽ rất là kết thúc. Có rất là nhiều dấu hiệu của cái việc đấy, làm cuộc sống của các bạn thời điểm này đang có những cái bước chuyển hóa rất là lớn, những cái thay đổi lớn. Và với cái lá bánh xe số phận này thì số phận đứng về phía các bạn, may mắn đứng về phía các bạn và mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Và mình thấy cái khả năng mà nếu như các bạn chưa kết hôn thì mình thấy là từ nay đến một năm nữa có thể khả năng rất là cao bạn sẽ kết hôn, sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân, là cái thứ nhất. Hoặc có những ai mà đã kết hôn rồi thì mình thấy có từ nay một năm nữa sẽ có một cái chuyển biến gì đấy rất là lớn, một cái sự kiện gì đấy đáng ghi nhớ trong cái cuộc hôn nhân của các bạn. Đấy là những bạn nào mà đã kết hôn. Còn đâu đối với cái trường hợp này của các bạn thì mình thấy là bạn sẽ dấn thân vào những cái sự lãng mạn cũng như là dấn thân vào những cái một cái cuộc tình mới, mà ở đó thì mình thấy là hai người có rất là nhiều đam mê dành cho nhau. Và ở đây hé lộ cho các bạn đấy là có rất là nhiều điều đáng chờ đợi các bạn phía trước, và mọi thứ nó có thể sẽ diễn ra nhanh lắm đấy.
Các bạn không ngờ đâu, bởi vì kiểu như có thể thời điểm này đang vật vã vì một cái người này này, vì một cái một mối quan hệ này, các bạn vật vã càng nghĩ là ôi cuộc đời này chắc mình chả yêu ai được nữa, mình chẳng tin ai được nữa, mình sẽ phải sống như thế nào đây nếu như không có anh ấy hay là không có cô ấy. Thế nhưng mà sau đó thì có thể một năm sau bạn sẽ là cái người đi phát thiệp mời cho số cái người yêu cũ của bạn ấy, cho ăn cỗ đấy, kiểu thế. Và mình thấy rằng là thật ra cái mối quan hệ hay là cái điều mà các bạn phải rời đi đây này, nó là thứ tất yếu và nó là thứ cần phải diễn ra. Ở đây có lá freedom thì mình thấy là sẽ không có bất kỳ điều gì có thể giữ chân bạn lại, và cái con đường bạn đi đã được làm sạch. Chỉ cần bạn muốn điều đó thì mình thấy là đây, tình yêu thực sự còn đang đến với cuộc sống của các bạn ở phía trước cơ. Và cái cơn bão về khó khăn cảm xúc ấy trong cuộc sống các bạn đã gần qua rồi. Mình thấy cái khả năng từ nay một năm nữa bạn kết hôn ấy nhanh lắm. Cái tụ này nó lại theo cái kiểu khác, nó đang tới rồi. Nên nó đang có what waiting for, là như đang chờ đợi các bạn phía trước. Mình thấy là khi các bạn bắt đầu yêu thương trân trọng bản thân của mình hơn, biết cách chăm sóc cho bản thân của mình hơn, thì cái người này họ sẽ tới. Và mình thấy bạn đang trên đường đi theo trên cái con đường đó. Mình thấy là bạn cần phải dead, cần phải kết thúc những cái đống người này, kết thúc đi, thì cái người này họ đang tới. Wow, nhanh lắm đấy. Mình thấy họ đang phi ngựa đến rất là nhanh, cực kỳ là nhanh. Và mình thấy là thứ nhất là cái người này họ đang đến rất là nhanh trong cuộc sống của bạn. Thứ hai nữa, cái người này có thể là người có khả năng mà tiền bạc tài chính rồi. Nào nữ thì họ cũng rất là xinh đẹp và biết giá trị của họ, biết cách chăm sóc cho bản thân, và họ cũng có cái sự độc lập tự do riêng của họ. Cho dù là nam hay là nữ, nam hay nữ thì mình thấy họ cũng đều là những cái người mà khá là ưu tú, kiểu như thế. Và mình thấy rằng là bạn hoàn toàn biết điều này. Bạn biết là à, mình từ bỏ đến một cơ hội này thì mình sẽ có một cơ hội khác. Khi mà mình không có được thứ mà chúng ta muốn, khi mà chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, có nghĩa là có điều gì đó tốt hơn đang chờ chúng ta ở phía trước. Và mình thấy bạn phải dũng cảm từ bỏ đi cái cũ nhá. Separation. Đấy, nó có thể liên quan đến một cái sự ngắt kết nối nào đó. Có thể bạn block người yêu cũ của bạn hay là một mối quan hệ nào đó, và sẽ có cái sự chia tay ở đây. Thì quay trở về với câu hỏi đó là cuộc sống sau hôn nhân của các bạn như thế nào, thì mình thấy rằng là bạn sẽ gặp được cái người mà rất là nỗ lực vì bạn. Họ có chỗ đứng, có địa vị ở trong cuộc sống của họ rồi. Đấy, rất là nhiều hai lá đều hướng đến vị vua này, king này. Hoặc là mình cảm thấy nó như thế này này. Bạn gần đi đến kết hôn với một cái người nào đấy rồi, nhưng mà đột nhiên toang. Và nó sốc lắm, nó khiến bạn bị sốc lắm, buồn lắm. Nhưng mà đến một năm sau thì cái mùa đông của bạn nó chính thức kết thúc, và các bạn gặp được cái người mà bạn cần gặp, một cái người mà thực sự đem đến cho bạn cái sự cam kết và nỗ lực vì cái mối quan hệ này. Và mình thấy hai người có thể sẽ gặp nhau thông qua cái sự giới thiệu của bạn bè nhá. Và đây thực sự là true love của các bạn, tình yêu đích thực của các bạn. Sau hôn nhân rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu sau hôn nhân của các bạn như nào, bởi vì mình thấy có cái câu chuyện đây ở year from now, thì mình thấy là nó đang đến gần rồi nhưng mà nó chưa đang chưa. Mình thấy là bạn phải trả cái món nợ đấy kia đã, chắc là đang loằng ngoằng cái món nợ này, cho nên là trải bài mới chưa nhắc quá nhiều đến cái hôn nhân về sau này của các bạn. Nhưng mà mình thấy là nó giống như một cái món nợ ấy mà các bạn cần phải trả ấy. Và khi các bạn trả xong thì mọi thứ nó mới có thể ok đâu vào đấy được nhá. Hoặc bây giờ đang vương vấn, đang rơi vào trạng thái rất là vương vấn và không biết người này có phải là người mà mình sẽ kết hôn không. Nhưng mà không phải nhá. Cái người mà bạn sẽ gặp người mới. Mình thấy là các bạn sẽ sau hôn nhân thì mình thấy có thể các bạn trước đây các bạn là một người mà khá là gay góc đi, khá là gắt đi, khá là đánh đá đi, hoặc là khá là, cho dù là nam hay là nữ, thì mình thấy là sau hôn nhân mình thấy các bạn sẽ dịu dàng hơn rất là nhiều. Cái sự nữ tính của các bạn, cho dù là bạn là nam hay là nữ ấy, nó cũng sẽ phát huy rất là mạnh mẽ. Và mình thấy là các bạn kiểu giống như là có một cái sự tái sinh, là một cái con người khác.
Và mình thấy là cái cuộc hôn nhân của các bạn ấy nó có rất là nhiều sự nỗ lực và cố gắng vì nhau. Thêm vào đó nữa, đấy là mình thấy cả hai người dành cho nhau một cái trái tim rất là chung thủy. Có thể cái người này họ bước tới vào cái thời điểm bạn khó khăn, cho nên là bạn rất là trân trọng cái sự xuất hiện của họ. Và họ cũng tìm thấy bạn sau khi mà họ đã cảm thấy ổn với cuộc sống của mình và tự tin với những gì mình có rồi. Và cho nên họ mới cảm thấy là bạn rất là người phù hợp để kết hôn. Thêm vào đó nữa thì mình thấy là chắc chắn rồi, khi kết hôn thì có một cái cuộc sống mới đến với các bạn. Nhưng mình luôn cảm thấy bạn có một cái sự gì đấy rất là vô tư trong cái mối quan hệ này, trong trong cái cuộc đời sống tình cảm này, bạn rất là vô tư. Vô tư và kiểu tương tự ấy. Không hiểu sao. Và thật ra bạn cũng vẫn thích làm theo ý của mình mà. Có thể làm có thể hai người sẽ biết nhau thông qua bạn bè của hai người là cái thứ nhất này. Ở đây cũng có friend này, friendship này, thứ hai nữa đấy, hoặc là hai người xuất phát từ tình bạn với nhau. Và mình thấy rằng là kể cả khi mà bạn kết hôn rồi, mình thấy cũng nó là cuộc sống mới với bạn thật, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng không quá là khác quá là nhiều so với trước khi bạn kết hôn đâu. Bởi vì bạn vẫn độc lập tự do như thế, bạn vẫn thoải mái như thế. Bạn giống như cái người kia, họ để bạn thỏa sức làm những điều mà bạn làm, bạn muốn ấy. Bạn thích làm gì thì họ cho bạn làm, họ chiều bạn, họ kiểu như để cho những cái mong muốn của bạn bạn thực hiện. Bởi vì có thể trước đây khi trong mối quan hệ cũ, bạn phải kìm nén, bạn phải khổ sở, phải thế này, phải thế kia, lụy cái mối quan hệ đấy. Thế nhưng mà đối với cái mối quan hệ mới, mà cái mối quan hệ mà bạn sẽ đi đến kết hôn này này, thì nó lại cho bạn cái sự tự do, thoải mái, và họ có thể không kiểm soát bạn quá là nhiều. Họ chỉ cần bạn kiểu đáp ứng được một số những cái vấn đề, ví dụ như là trong gia đình này kia các thứ thôi. Còn đâu họ để bạn thỏa sức thoải mái luôn, tự do luôn. Nên nhiều khi mình thấy có thể là bạn tưởng tưởng là bạn vui lắm mà kiểu lấy nhưng không lấy ấy. Có thể vẫn chạy về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm các thứ bình thường, chả có vấn đề gì. Và họ thì cũng rất là chiều bạn và để yên cho bạn làm việc đó, nhưng không đồng nghĩa là họ không quan tâm bạn. Họ vẫn rất là quan tâm bạn, nhưng mà họ không muốn kiểu ràng buộc bạn quá là nhiều. Bởi vì họ có thể là họ thấu hiểu được những gì mà bạn đã trải qua trong quá khứ. Đó là các bạn chọn tụ số 3 nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe, nhớ like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.